Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 26, bài số 1. Viết các số từ 35 đến 50. Đây là 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Câu B, 78 tới 90, 11. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Rồi, 91. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2, tính 12 cm ta cộng với 4 cm, như vậy là bằng là 16 cm. Đây là bài này chúng ta sẽ làm hai bước. Ta lấy cái này chúng ta sẽ trừ nhau, rồi được kết quả bao nhiêu ta cộng cho 4. 19 mà ta trừ cho 7, 9 ta trừ cho 7 là 2, như vậy là 12. 12 ta cộng cho 4 là bằng là 16. Câu C, 17 ta cộng với lại là 41. 7 cộng 1 là bằng là 8. 4 cộng 1 là bằng là 5. 1 cộng 4 là bằng là 5. 6 cộng 2 là bằng là 8. 8 ta trừ cho 0 là bằng là 8. 9 ta trừ cho 2 là bằng là 7. 9 trừ 7 là bằng là 2. 9 trừ 7 là bằng là 2. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Câu A, khoanh vào số bé nhất 89, 51, 95. Như vậy chúng ta sẽ xem cái hàng chục nó này, 8, 5, 9, 3, 6, 2. Như vậy là hàng chục 2 là hàng chục bé nhất. Đây, khoanh vào số lớn nhất, hàng chục là 8, 7, 9, 5, 3, 6, như vậy 9 là hàng chục lớn nhất, như là 99. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 4. Đúng thì ghi D, sai thì ghi ấy vào trong. Số 40 gồm là 0 chục và 4 đơn vị. Như vậy là đây là 0, 0 chục là sai. Cái này là 0 là 0 đơn vị, còn 4 là 4 chục. Cái này là sai. Số 70 gồm là 0 đơn vị, 7 chục, cái này là đúng. Số 13 gồm là 1 chục và 3 đơn vị, cái này là đúng. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Câu A, viết tiếp vào bài giải. Lớp 1C có 24 học sinh nữ và 32 học sinh nam. Ở lớp 1C có tất cả bao nhiêu học sinh? Vậy ta lấy hai cái này chúng ta sẽ cộng lại với nhau. Ta lấy cái học sinh nữ và học sinh nam cộng lại. Số học sinh lớp 1C có tất cả là, số học sinh lớp 1C có tất cả là, ta lấy 24 ta cộng với lại là 30, 12 bằng là 56 học sinh. Đáp số năm mươi sáu học sinh. Chúng ta qua câu B. Một cửa hàng có 24 bao gạo nếp và 44 bao gạo tẻ. Ở cửa hàng đó có tất cả là bao nhiêu bao gạo? Ta lấy hai cái này ta cộng lại với nhau.
Số bao gạo cửa hàng đó có tất cả là? Số bao gạo cửa hàng đó có tất cả là? Tức là lấy 20, 24 ta cộng cho 40, 14 bằng là 60, 18 bao gạo. Đáp số 68 bao gạo. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng thích hợp vào ô trống. 17 ta trừ cho 3 là bằng là 14. Bài này 16, 14 bé hơn 16. 18 ta trừ cho 5 là bằng là 13. 15 lớn hơn 13. 17 ta trừ cho 6 là bằng là 11. 19 ta trừ cho 7 là bằng là 12. 11 bé hơn 12. 12 ta cộng 4 là bằng là 16. Bài này 16 bằng nhau. 16 ta trừ cho 3 là bằng là 13. 12 bé hơn 13. 19 ta trừ cho 3 là bằng là 10, 16. 12 ta cộng 3 là 15. 16 lớn hơn là 15. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 7. Nối cái ô trống với số tích hợp theo mẫu. 20 bé hơn là 30. Như vậy là số gì chỗ này bé hơn là 60? 20 là được nè, 40 là được nè, 50 là được nè. Con số gì chỗ này mà lớn hơn con 80? Và chỗ này có con số là 90. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh và thời điểm nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì đi sẵn luôn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.